thì có ba: thương hiệp hữu Khayakam Mahavā là nghiệp hữu nương thân môn, tức tư bất thiện và tư thiện dục giới, 24 tâm sở. Hậu nghiệp hữu Vachikam Mahavā là nghiệp hữu nương khẩu môn, tức tư bất thiện và tư thiện dục giới, 24 tâm sở. Ý nghiệp hữu Manokam Mahavā là nghiệp hữu nương ý môn, tức tư bất thiện và tư thiện thực thế, 29 tư tâm sở. Giải bốn trường hợp thủ duyên hữu: a. Dục thủ duyên nghiệp hữu, nghĩa là do lòng tham muốn các dục lạc mà chúng sanh tạo bất thiện nghiệp như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vân vân, hoặc do ham muốn dục lạc quả nhân thiên nên có người làm phước bố thí, trì giới, tu thiền để tạo quả vương. B. Kiến thủ duyên nghiệp hữu, nghĩa là do chấp tà kiến mà chúng sanh tạo nghiệp. Chấp thường kiến thì có thể tạo nghiệp bất thiện như giết sinh vật để cúng tế, vân vân. Cũng có thể thực hiện các nghiệp lành đối với người chấp thường kiến. Còn như chấp đoạn kiến thì chúng sanh chỉ tạo ác nghiệp, bởi thông, bởi không tin nghiệp quả tái sanh. C. Giới cấm thủ duyên nghiệp hữu, nghĩa là do chấp trì một giáo điều hay giới cấm sai lạc nào đó dẫn tới hành động ác như quan niệm cụm thờ thần linh ấy thì phải tàn sát người dị giáo, vân vân. Đôi khi do chấp trì hành ăn rau quả hoặc uống nước lã để không sát sanh, vân vân, vô tình người ấy tạo thiện nghiệp. D. Ngã luận thủ duyên nghiệp hữu, ngã luận thủ chỉ có ở phàm phu, vẫn còn ngộ nhận về một cái tôi trong ngũ uẩn, để rồi củng cố tô điểm thêm cho bản ngã nên đã tạo nghiệp thiện hoặc nghiệp ác. Đó là ngã luận thủ duyên nghiệp hữu. Thủ duyên nghiệp hữu nói theo Dương Hệ Attha Napak Chaya là bằng thường cần y duyên. Có sách dạy thêm thủ duyên hữu bằng câu sanh duyên, vân vân, bằng vô gián duyên, vân vân. Xét cho cùng thì lời dạy ấy bị hạn chế, bởi thủ là tham và tà kiến, duyên nghiệp hữu là độc sanh trong tâm tham, thì làm sao lý giải thủ duyên cho thiện nghiệp hữu, hoặc thủ duyên cho bất thiện nghiệp hữu, hoặc thủ duyên cho bất thiện khác ngoài tâm tham tương ưng là tà kiến được. Hay nói thủ duyên nghiệp hữu bằng vô gián duyên, cùng dụng duyên, vân vân, cũng bị hạn chế bởi tứ thủ. Trong động lực trước chỉ trợ động lực sau là tham nghiệp hữu, chứ không thể là sân nghiệp hữu, si nghiệp hữu hoặc thiện nghiệp hữu được. Và khi nói thủ duyên hữu bằng thường cần y duyên thì lý giải được bốn trường hợp: thủ duyên thiện và bất thiện nghiệp hữu, kiến thủ duyên thiện và bất thiện nghiệp hữu, giới cấm thủ duyên thiện và bất thiện nghiệp hữu, ngã luận thủ duyên thiện và bất thiện nghiệp hữu. 10. Pavapacchaya chattisam pavati, do duyên hữu có sanh hoặc hữu duyên sanh. Lý giải hữu pavā, đây chính là nghiệp hữu khamma pavā, tức là thiện nghiệp và bất thiện nghiệp, nói cách khác là tư thiện nghiệp thế. Lokiyā kusala cetana là tư bất thiện, akusala cetana sanh jati, đây là sanh hữu upapat tifava, sự hành kiếp sống mới, một cá thể mới tafava, trong cuộc tái sinh luân hồi. Một cá thể được hình thành theo một trong ba trường hợp: ngũ uẩn sanh, panchakhan thajati,
Chữ tái sanh hiện khởi đủ năm uẩn, tức là tái sanh trong cõi dục giới và cõi sắc giới hữu tưởng. Cứ uẩn sanh. Chữ thúc khan, thác trà thi, là chữ tái sanh chỉ hiện khởi bốn danh uẩn, không có sắc uẩn, tức là sanh trong cõi vô sắc giới. Nhất uẩn sanh, ekat khan, thác trà thi, là sự tái sanh chỉ hiện khởi sắc uẩn, không có bốn sanh, bốn danh uẩn, tức là tái sanh trong cõi sắc giới vô tưởng. Phân tích ba trường hợp hữu duyên sanh. A. Nghiệp hữu duyên ngũ uẩn sanh. Một. Nghiệp hữu dục giới duyên ngũ uẩn sanh dục giới, tức là tư bất thiện và tư thiện dục giới, tạo ra 10 tâm tái tục cùng 33 tâm sở và sắc nghiệp tái tục cõi dục, tạo ra 23 tâm quả cùng 33 tâm sở hợp và sắc nghiệp định nhật ở cõi dục. 2. Nghiệp hữu sắc giới duyên ngũ uẩn sanh sắc giới, tức là tư thiện sắc giới, tạo 5 quả sắc giới cùng 15 tâm sở hợp và 13 sắc nghiệp thời tái tục định nhật trong cõi sắc giới hữu tưởng. B. Nghiệp hữu duyên tứ uẩn sanh, tức là tư thiện vô sắc giới, tạo ra 4 tâm quả vô sắc giới cùng 30 tâm sở hợp, làm việc tục sinh, hữu phần và tử cho phạm thiên sắc vô sắc. C. Nghiệp hữu duyên nhất uẩn sanh, tức là tư thiện ngũ thiền sắc giới, ly ái tưởng, sanh nhà vi trà ga, tạo bỏ sắc mạng quyền, tái tục cõi vô tưởng. Ách nhà sắc tát, nghiệp hữu kham ma pha va, giống như hành sang kara, nhưng khác nhau ở quả, ở vài điểm. Nghiệp hữu là hiện tại, gọi sanh hữu là quả vị lai, còn hành là nhân quá khứ, trợ thức, danh sắc quả hiện tại. Nghiệp hữu là quả của duyên thủ, do tham và tà kiến trợ duyên. Còn hành là quả của vô minh, do si trợ duyên. Nghiệp hữu, duyên sanh hữu, nói theo duyên hệ, thì bằng hai duyên là dị thời nghiệp duyên và thường cận y duyên. 11. Cha tiếp bắc, cha già, cha trà, mara nằng, sô, kaparite, vaduk, khado, manus, supa, già, xà, sầm, pha văn, thi. Do duyên sanh có già chết, sầu, bi, khổ, u não. Hoặc sanh duyên tự, duyên lão tử, sầu, bi, khổ, u ai. Lý giải, mỗi tương sinh cuối cùng này nên hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa chân đế paramat thasaccha và nghĩa tục đế sammatisaccha. Về phương diện chân đế, mỗi pháp hữu vi, danh uẩn và sắc uẩn đều có trạng thái sanh uppada, trụ, thiti, diệt, phanh ngã. Do đó, sao sanh chắc chắn là trụ diệt, trụ và diệt. Trạng thái sanh khởi của pháp hữu vi được gọi là sanh, chati. Trụ của pháp hữu vi gọi là lão, cha ra. Diệt hay sự tan rã của pháp hữu vi gọi là tử, marana. Như vậy lão và tử là hậu của sanh, do đó sanh mới có lão tử. Vậy thì theo chân đế, tất cả chúng sanh trong tam giới đều đang diện với sanh, lão tử trong từng sát na. Về phương diện tục đế, sanh, cha tí, là sự tái sanh luân hồi. Do có sự tái sanh hình thành, thân ngũ uẩn dẫn đến sự già, cha rá và chết, marana. Trải qua kiếp sống, theo thời gian, thân xác này tiêu tụy, hao mòn gọi là già. Có những loài hữu tình bị già, biểu hiện lông tóc bạc,
gia nhân, tướng đổi khác, mất đi dáng vẻ tuổi trẻ, rồi chết, là chấm dứt sự sống, kết thúc một đời, thất lìa khỏi xác. Lão tử là quả chánh yếu của sanh. Cha tiếp, chúng sanh trong cõi dục giới, đời sống hiện khởi sầu bi khổ u não. Năm sự kiện này là quả thứ yếu. Nissan Daphat là của sanh, vì không có cho tất cả loài hữu tình. Sầu, số khác, là buồn rầu khi gặp cảnh quyến thuộc phân ly, tài sản tiêu tán, sức khỏe suy sụp. Sầu là tâm thọ u. B. Parideva là khóc than, kêu thảm, thất vọng vì mất người thân, tiêu hao tài sản, vân vân. B cũng do tâm thọ u nhưng tạo ra tiếng khóc. Khổ rất khá là đau đớn khó chịu bởi tật bệnh hoành hành, hay bị đánh đập té ngã. Đây là khổ thân. Kajika dukkha u domanasa sa là bực bội khó chịu trong lòng vì nghĩ đến điều bất hạnh. Đây là khổ tâm. Cittasika dukkha não upayasa là áo não, ai oán, một trạng thái chịu khổ thân tâm tục độ, sanh ra nên có già chết, sầu bi khổ u não, gọi là sanh duyên lão tử, sầu bi khổ u não. Nói theo duyên hệ thì trợ bằng thường cận y duyên. Còn tiếp, biên soạn giáo trình thì theo tuệ sư. Ở đây chúng con thành kính đảnh lễ hòa thượng tuệ sư Từ Bi Hoan Hỷ giảng dạy bài học vừa mới đọc. Nam mô Bố Thầy Giá. Nam mô Bố Thầy Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư Thịnh Văn Đệ Tử Phật. Kính chào hòa thượng Nhất Đẳng, thượng tọa Minh Hạnh cùng chư đại đức tăng ở trong rừng. Kính chào tất cả quý tu nữ Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp và cho hết 11 cái mối duyên sinh. Quý vị nên biết rằng là khi chúng ta nói đến 12 nhân duyên là chúng ta kể 12 chi. Trong đó vô minh là một chi, rồi hành là một chi, thức là một chi, danh sắc là một chi, vân vân. Cho đến già chết sầu bi khổ oai là 12 chi. Nhưng mà khi chúng ta nói đến duyên trợ thì vô minh duyên hành kể một mối duyên. Hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thụ, thụ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già chết sầu bi khổ khổ oai. 12 chi mà chúng ta chỉ có 11 mối duyên duyên sinh thôi. Cho nên các Phật tử chúng ta khi đọc trong bài, chúng ta đừng nghĩ rằng là còn thiếu. Không phải thiếu, vì cái phần kế tiếp chủ nhật tuần sau chúng ta sẽ học là sẽ nói về các cái khía cạnh của duyên sinh, trong đó nêu lên 12 chi ăn gác, thì lúc đó chúng ta mới có đủ 12 chi hơi thập nhị nhân duyên.
Còn ở đây là chúng ta đang học về 11 cái mối duyên sinh, 11 cái mối trợ duyên giữa năng và sở. Hôm nay thì chúng ta học 9, 10 và 11. Lý giải trong ba cái mối duyên sinh này thật ra thì không có cái gì khó hiểu, xa lạ. Chỉ vì phân tích chi pháp rồi Phật tử chúng ta sẽ lúng túng vì chúng ta không nhớ được cái chi pháp đó. Là khi mà trình bày nó có nhiều cái khía cạnh chúng ta không nhớ hết, cho nên chúng ta cảm thấy bị rối. Có lẽ trong tương lai, ở trong cái giáo trình, trong cái môn học cái thắng pháp phổ thông đến đây thì Hòa Thượng Chất Đẳng sẽ trình bày giải thích cho chúng ta nghe về thập nhân duyên theo cái ý nghĩa thường thức của kinh tạng, thì có lẽ là quý vị sẽ dễ hiểu hơn. Chỉ còn có vài tuần nữa là chúng ta kết thúc cái phần thoát yếu A Tỳ Đàm, thì quý vị không còn phải đau đầu với những con số và những cái chi pháp mà chúng tôi trình bày nữa. Kính thưa quý vị, trong điều thứ 9 Upada Napacaya Phabu Samphavati Samphavati, do thủ có hữu hoặc là hữu có mặt do thủ làm duyên, hoặc chúng ta nói tóm nói gọn là chúng ta nói thủ duyên hữu. Tôi nhắc lại về cái pháp thủ mà chúng ta đã học vừa qua đó, để chúng ta có thể dẫn ra được cái trường hợp gọi là thủ duyên cho hữu. Hữu ở đây những pháp ngu là chúng ta nói đến nghiệp hữu, mặc dù ở trong Mattasagaha các ngài phân tích thì chúng ta biết gọi là phá hóa nó có hai, là nghiệp hữu Kamma phá hóa và sanh hữu Upapatti phá hóa. Đọc ở trong chương nãy của các ngài đó, thì chúng ta thấy rõ khi xưa đó, các cái bậc A-sa-lê tiền bối thì các vị rất chú trọng về chi pháp, và chính vì vậy nếu mà thời nay trong chúng ta ai người có thể kiên nhẫn để chúng ta đọc
hết cái phần chi pháp mà các ngài đưa lên là chúng ta thụ chi pháp rất là nhiều. Thay vì chúng tôi nói hữu có mặt là do duyên thủ, hữu ở đây là nghiệp hữu. Nếu như vậy thì mai mốt khi mà chúng ta đọc mà chúng ta thấy cái chỗ nào mà nó cũng còn bắt thiết thủ thì lúc đó chúng ta ngơ ngác, chúng ta không biết tại sao ở đây lại nói đến sanh hữu nữa, mà sanh hữu là cái gì, có liên quan gì đến nghiệp hữu kỳ rồi mình học hồi trước mình có học hay không. Chính vì chỗ đó cho nên chúng ta chịu khó. Nhưng mà trong cái bộ não của chúng ta đó là chúng ta phải biết giới hạn cái nào là các ngài dẫn chứng thêm chi pháp thì cái đó chỉ là thêm chi pháp, còn cái nào là cái phần chi pháp chính yếu liên quan thì chúng ta sẽ ghi nhận cái này mới là chánh yếu liên quan, nó đến ở đây, còn cái kia để cho biết rồi chúng ta để đó. Như bây giờ chúng ta không có bàn đến sanh hữu mà chúng ta đang nói về nghiệp hữu cầm mật Phật Pháp. Cái chữ nghiệp hữu đó, nó có nghĩa là điều kiện tác thành quả dị thuộc, tạo ra cái sanh hữu mới. Đó chính là nghiệp. Nhưng mà các vị học ở trong duyên hệ thì các vị thấy rằng là nghiệp duyên đó thì nó có câu sanh nghiệp duyên và dị thời nghiệp duyên. Câu sanh nghiệp duyên là cũng chỉ cho tư tâm sở mà nó đồng sinh với các cái danh quẩn tương ưng như là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Và tư tâm sở đó là một trong những thành phần hành quẩn của cái nhóm tướng danh quẩn đó, và nó điều phối cho cái nhóm tướng danh quẩn này hoạt động biến cảnh. Thì như vậy cái đó chúng ta gọi là sahachata kamapachaya, tức là câu sinh nghiệp. Và ở đây khi mà chúng ta nói đến nghiệp hữu kamapachaya thì chúng ta phải hiểu tư tâm sở mà tạo ra sanh hữu, hay nói cách khác là tạo ra quả tái sanh ở trong tương lai trong các cõi đó, thì cái thì nghiệp hữu đó đó nó đồng nghĩa với chữ kamma. Na nakkhadika kammapacchaya là dị thời nghiệp duyên. Cho nên nghiệp hữu ở đây chi pháp là lấy tư tâm sở cetana cetasika hợp với tâm bất thiện và tâm thiện thế. Ở trong đời sống của chúng sanh còn phạm phu, khi mà chúng ta tạo nghiệp, nó có ba loại nghiệp mà nói theo danh từ chuyên môn thì là thân nghiệp hữu, cai cầm mắt và quá. Khẩu nghiệp hữu, quá chi cầm mắt và quá. Ý nghiệp hữu là manu cầm mắt và quá. Nghiệp hữu, nhưng mà nghiệp hữu nương thân môn, tức là nương vào cái sắc thân biểu tri, cai tích sắc thân biểu tri thì gọi là thân nghiệp hữu, tạo ra cái hành động. Mà chính do tư bất thiện, tư thiện dục giới là 20 là tư tâm sở, 12 tư bất thiện và 8 tư thiện dục giới, thành ra 12 tư tâm sở. 12 tâm sở,
tư tâm sở này nó điều phối cho thân hành động, nên gọi là cai tâm bất phó. Thì tất nhiên khi mà chúng ta nói đến thân nghiệp hữu á, là chúng ta chỉ mới nói giới thiệu về chi pháp, chứ còn ở đây chúng ta phải biết rằng thân hành động ác thì đó chính là thân nghiệp hữu bất thiện, rồi thân làm việc lành thì đây là thân nghiệp hữu thiện dục giới. Ở trong việc lành mà chúng ta làm, chẳng hạn như là chúng ta bố thí, chúng ta cung kính phục vụ, hay là chúng ta thính pháp thuyết pháp, thì những cái việc thiện đó được gọi là thân nghiệp hữu thiện. Là nghiệp hữu nương nơi khổ môn, tức là nương nơi khổ biểu tri, tức là tư bất thiện và tư thiện dục giới, cũng là 24 tâm. Nhưng mà nó khiến cho miệng nói lên lời. Nếu cái khẩu nghiệp của chúng sanh nói dối, nói chia rẽ, nói độc ác là mắng chửi người ta, rồi nói vô ích, thì như vậy đó là khẩu nghiệp, khẩu nghiệp hữu nghiệp. Còn nếu như miệng nói lời chân thật, nói hòa hợp, nói lời chịu ngọt, cam ngôn mỹ lực, và nói những lời hữu ích khiến cho người nghe được nhiều cái sự lợi lạc, thì như vậy cái đó được gọi là khẩu nghiệp hữu thiện. Thì cái này nó chỉ chung quanh ở trong cái thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp mà nó liên quan đến tư bất thiện, tư thiện nghiệp giới thôi. Riêng về ý nghiệp hữu Milo Kambat Phá Quá là nghiệp hữu nương vào ý môn, tức là lộ ý, lộ tâm ý môn. Ở đây chỉ cho tư bất thiện và tư thiện hiệp thế. Tư thiện hiệp thế là tư tám tâm thiện dục giới, tư thiện sắc giới và tư thiện vô sắc giới. Như vậy là 17 thiện hiệp thế và 12 bất thiện. Như vậy chúng ta có 29 tư tâm sở, nó tạo nên cái ý nghiệp hữu. Và điều này cũng dễ hiểu cho chúng ta là nếu là tư bất thiện ở suy nghĩ, tư tưởng, thì cái đó gọi là ý nghiệp hữu bất thiện. Còn nếu là tư thiện hiệp thế, cái sự suy nghĩ hoặc là cái sự chứng các thiền sắc giới, thì vô sắc giới
thì cái đó là ý nghiệp, ý nghiệp thiện. Chúng ta cần phải chú ý chính do thân nghiệp hữu, nghiệp hữu sẽ tạo ra cái sự tái sanh, tạo ra cái sanh hữu trong tương lai. Còn bây giờ thì chúng ta đang giải thích về cái, đang lý giải về cái mối mà hữu, nghiệp hữu có mặt là do nơi thủ làm duyên. Ở đây dục thủ duyên cho nghiệp hữu, nghĩa là thủ duyên hữu. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng dục thủ là con người khi mình có cái sự chấp thủ tham luyến về các cái dục thì đi đến cái chỗ hành động. Nếu là hành động bất thiện thì như bất thiện nghiệp như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Mình đi ở trong cái bài kinh Đại Khổ Uẩn, luôn thực hành thác mà hà đức thực hành thác xuất tâm trong trung bộ kinh đó, để Đức Phật ngài nói chính do các dục làm nhân làm duyên nên khiến cho chúng sanh tạo những cái ác nghiệp để rồi phải bị tái sanh vào cảnh khổ. Thì như vậy đó là dục thủ làm duyên cho nghiệp hữu bất thiện. Do ham muốn dục lạc ở cõi nhân thiên, tức là cõi người, cõi trời, cái đó cũng gọi là dục thủ. Nhưng mà dục thủ này nó lại khiến cho một người làm phước bố thí trì giới tu thiền để tạo quả an vui, cái đó cũng là do dục thủ làm duyên, nhưng mà lại duyên cho nghiệp hữu thiện. Cái trường hợp này khó ấy, thưa quý vị. Ở trong cuộc sống của chúng ta, mặc dù có người Phật tử chúng ta đi làm phước, hoặc là chúng ta giữ giới, hoặc là chúng ta hành thiền chẳng hạn, nhưng mà khi chúng ta chưa có thoát được dục thủ thì cái hành động thiện của chúng ta đó bị chi phối bởi phiền não. Khi chúng ta tạo thiện nghiệp mà bằng cái trí tuệ viễn ly, thấy sợ hãi trong dục lạc, thấy rõ vui ích khổ nhiều vân vân, thì cái hành động đó nó mới là thoát ra ngoài cái gọi là dục thủ trợ duyên. Còn phần lớn thì chúng ta khi mà làm phước hay là chúng ta tu thiền tu giới, nó đều, chúng ta đều bị chi phối bởi dục thủ. Bởi thế cho nên khi mà người Phật tử, có người Phật tử khi họ đến chùa làm phước trai tăng xâm họ nguyện, nguyện do phước báo này cho con được thành tựu mua mai bán đất hay là có nhiều tài sản, rồi sau khi mệnh chung nguyện do phước báo này được sanh về cõi trời vân vân, thì như vậy rõ ràng là
cái hành động thiện của chúng ta bây giờ đó, cái thiện nghiệp hữu này đó, là chính do dục thủ lập duyên. Cái điều đó chúng ta không cần phải chối cãi, không cần phải chối cãi. Cái chi tâm na do cái phiền não chúng ta nó sẽ điều phối cho Chaitanya làm thiện, cái đó là lẽ đương nhiên. Thì cái này đó cũng không phải là cái lỗi của quý vị, không phải đáng khiển trách, nhưng mà được Đức Phật ngài khuyên nhắc, ngài cảnh báo cho biết là chính hành động này vẫn đưa đến cái sự tái sanh ở trong. Nếu đến cái vấn đề mà dục thủ là duyên cho nghiệp hữu, thưa quý vị, mai mốt chúng ta sẽ học đến cái câu Ba Cú, cũng như trong cái phẩm Sống Đối chúng ta sắp học tới đó, thì Tỳ Khu Đăng Đá vì nể kính trọng Đức Phật, nể trọng Đức Phật nên khi ngài kêu xuất gia thì cũng gật đầu ưng thuận. Nhưng mà xuất gia xong thì tâm buồn chán lắm, Đức Phật mới dẫn lên, dùng thần thông ngài mới dẫn lên, dẫn Đăng Đá. Đăng Đá trông thấy các vị thiên nữ ở cõi trời đau lợi với cái nét kiều diễm duyên dáng thắng xa các nữ nhân ở cõi nhân loại, nên Đăng Đá mới bạch hỏi Đức Phật làm sao để có được những nàng thiên nữ này. Thì Đức Phật ngài nói rằng nếu mà một người tu tập thiện pháp dồi dào thì sau khi mệnh trung họ sanh cõi trời, họ sẽ có được những thiên nữ này. Lúc đó Đăng Đá không trở về cõi người đó, thì không còn tưởng nhớ đến cái vị tân nương. Kalyani không còn tương tư cái nàng tân đương mà mình mới cưới, mà lại mơ tưởng đến các nàng thiên nữ mà cố gắng tu hành. Khi các tỳ kheo biết được cái chuyện đó mới trêu chọc và có lời bôi bác, nào là Đăng Đá là người tu bước, vân vân. Khi nghe nói như vậy thì Đăng Đá hổ thẹn mới cố gắng là tu tập để chứng A La Hán. Thì ở cái giai đoạn đầu đó, tâm của Đăng Đá bị không khéo tu tập, cho nên bị hành muốn của cái người thiên nữ, nhiễm sắc một người thiên nữ chi phối, về cố gắng tinh tấn tu. Thì như vậy cái đó được gọi là dục thủ duyên cho nghiệp hữu thiện, thưa quý vị. Nhưng mà Đức Phật này phải dĩ độc trừ độc, mặc dù biết là cái đó là còn phiền não, nhưng mà ngài phải làm như vậy để cho Đăng Đá bỏ cái tư tưởng trừng ái đối với nàng Kalyani, mà hướng đến cái việc mà siêng năng tinh tấn tu tập. Nhưng mà chỉ cần chuyển hướng sau đó chứng A La Hán quả thôi. Trở lại vấn đề chứ quý vị, dục thủ cũng trợ duyên cho nghiệp hữu được, như chúng tôi đã trình bày quý vị. Còn bây giờ khi mà chúng ta nói đến kiến thủ mà duyên cho nghiệp hữu,
Thì cái này cũng rõ ràng lắm. Kiến thủ ở đây là chấp theo tà kiến. Nhưng có hai loại tà kiến, tức là thường kiến và đoạn kiến. Người mà chấp theo thường kiến đó, thì họ có tạo nghiệp bất thiện và có tạo nghiệp thiện được. Vừa chấp theo thường kiến thì họ nghĩ rằng có một vị thần linh, thần tài thổ địa, cho nên họ sẵn sàng họ giết để họ cúng tế thần linh đó, rồi họ nguyện cái gì đó. Do đó cho nên tà kiến nó trợ cho nghiệp hữu bất thiện. Nhưng đối với người chấp đoạn kiến, như là không tin có đời sau, không tin các loại quá sanh, cho rằng cha không có ân đức, mẹ không có ân đức, cho rằng không có các vị sa môn và la môn ở đời tu hành mà đắc được quả Phật gì, đắc được chứng gì cả. Họ cho rằng cái kinh điển mà nói đó chỉ là sự bịa đặt thôi, chứ không có ai mà tu thành tiên thành Phật bao giờ. Họ chấp như vậy. Do đó cái ác tà kiến này khiến cho họ sẵn sàng họ sát sanh hại vật, sẵn sàng làm những cái điều tội ác mà họ không hề ghê sợ, là tại vì họ không tin có nhân quả nghiệp báo. Cho nên cái tà kiến đó, mà thuộc đoạn kiến thì nó duyên cho bất thiện thì cũng ghê gớm lắm thôi. Nhưng mà kiến thủ nó vẫn có những trường hợp mà nó trợ cho nghiệp hữu thiện được. Đa phần người Phật tử chúng ta khi chưa chứng quả tu đầu quần thì đa phần là chúng ta còn rơi vào cái thường kiến. Chúng ta vẫn tin có đời sau, có sự tái sanh, mặc dù chúng ta thì mù mờ không có biết gì về cái lý vô thường, khổ đau, vô ngã. Chúng ta cứ cho rằng khi mà mình làm việc thiện thì hai bên vai giác sẽ ghi chép cái công đức của mình đã làm, để rồi khi mà chết tái sanh về ở dưới địa ngục, người ta Diêm Vương sẽ mở sổ ghi chép đó ra và luận công để mà cho đi tái sanh ở cõi cao sang phong vân, hay là những cái cõi người. Thì khi một người mà họ tin vào, họ rơi vào cái thường kiến đó đó, họ thiện thứ gì, bởi vì họ biết rằng nếu mà không làm thiện đó thì hai bên vai ghi chép mà không có cái điều thiện thì trong tương lai là mình khổ. Cho nên chấp thường kiến nó cũng trợ duyên cho tạo cái nghiệp hữu thiện được. Ở đó chúng ta nói kiến thủ duyên cho nghiệp hữu. Bây giờ giới cấm thủ duyên cho nghiệp hữu. Một người mà họ chấp trì một cái giới cấm sai lạc nào đó thì dẫn tới hành động ác, như là cái quan niệm phụng thờ thần linh, thì phải tàn sát cái người dị giáo, người ngoại giáo, người khách đạo chẳng hạn. Thì niềm tin, nghĩa là niềm tin cực đoan, còn cái giới cấm thủ đó họ mới tạo ra những cái nghiệp hữu bất thiện. Trong cái trường hợp
Mà giới cấm thủ mà tạo ra cái thiện nghiệp, thí dụ như họ chấp trì theo cái hạnh ăn rau quả hoặc uống nước lã, cho đó là một hạnh tu. Nhưng mà vô tình chính cái hạnh tu đó họ không có sắc sanh, vâng vâng, như vậy người đó cũng tạo được cái thiện nghiệp. Như vậy cái thiện nghiệp thủ này đó là do nơi cái giới cấm thủ mà ra. Và có người họ cho rằng một tháng phải có những cái ngày ăn rau củ, ăn chay chẳng hạn, thì những cái ngày đó, đó một người mà họ tuân thủ đúng theo cái lề lối, cái phương pháp ăn chay đó, thì cái ngày đó là họ hoàn toàn không có sắc sanh. Đây cũng là một thiện nghiệp, đây cũng là một thiện nghiệp gì. Rồi cái ngã luận thủ ghi cho nghiệp hữu, cái chấp tâu chấp ta đó, ngã luận thủ thì chỉ có ở phàm phu. Khi mà họ ngộ nhận về cái tôi, cái ta trong ngũ uẩn, thì chính cái sự ngộ nhận đó họ muốn tô điểm cho cái bản ngã, nên họ tạo thiện nghiệp hoặc là ác nghiệp. Cái trường hợp này chúng ta cũng dễ hiểu thôi. Khi mà cái chấp cái tôi cái ta nó lớn quá, thì lúc bây giờ khi mà một cái hành động như là sát sanh, trộm cắp vân vân, thì một người do vì họ chấp thân bản ngã lớn, ta như vậy mà lại đi sát sanh hay sao, ta như vậy mà đi trộm cắp hay sao, thế là họ từ bỏ cái việc sát sanh con kiến con mối, hay là bắt thằng lằn cắt ké để mà ăn chiên xào trùng dế vân vân, họ bỏ cái đó đi, họ không có ăn tạp, không có ăn bậy như vậy, cho nên họ giữ được cái giới không sát sanh. Như vậy con người của chúng ta nó có cái sự tác dụng của cái pháp bất thiện là thủ, bốn thủ, do cái sự tác động của cái của dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã chấp thủ mà dẫn tới tạo cái nghiệp hữu thiện hay nghiệp hữu bất thiện, thì đây được gọi là thủ duyên cho hữu. Chúng ta đó một cái sự phức tạp vô cùng như kẻ phạm phù chúng ta. Nhưng mà rồi bây giờ chúng ta lại nói đến cái điều thứ 10, pháp quá bát chay gia cha tiết sam pháp quá tiết, do duyên hữu có sanh hoặc là hữu duyên sanh. Một khi mà tạo ra cái nghiệp hữu, thì cái nghiệp hữu đó nó tạo ra cái sanh hữu. Hồi nãy khi mà mở đầu mà chúng ta lại nói quá sớm về nghiệp hữu và sanh hữu thì quý vị hơi loãng, nhưng mà ở đây thì chúng ta lại rõ ràng là hữu duyên cho sanh thì hữu đó phải hiểu là nghiệp hữu, duyên cho sanh, sanh đó là sanh hữu. Sanh hữu của bà Bát Kiếp Phá Quá là sự hình thành kiếp sống mới, một cái cá thể mới, Atta Phá Quá, trong cái cuộc tái sanh luân hồi.
Thì trước đây khi mà chúng ta học về người và khổ đó, thì chúng ta có nhắc đến cái vấn đề 31 cõi. Có những cõi gọi là ngũ uẩn sanh, Panchakhandha, Chati, hay là Panchavukara, như là 11 cõi dục giới và 15 cõi sắc giới hữu tưởng. Nói sanh là người như vậy đó thì được gọi là ngũ uẩn sanh. Còn một vị mà đắc được thiền vô sắc sau khi chết, chính cái nghiệp diệt hữu vô sắc đó, cái nghiệp thiện vô sắc đó, nó sẽ tạo ra cái quả tái sanh vào cái cõi không vô vi xứ, thứ vô vi xứ, vô sử xứ, phi tưởng phi vi tưởng xứ. Thì như vậy cái đó gọi là tứ uẩn sanh. Một người họ tạo cái ý nghiệp hữu như là tu thiền sắc giới, đắc được hữu thiền, rồi tái sanh về cái cõi vô tưởng. Cõi vô tưởng thì cõi không có tâm, cho nên không có bốn nhân quẩn mà chỉ có sắc quẩn mà thôi. Thì như vậy gọi là nhất quẩn hữu, ê cơ khanh thách chà tít. Ê ca khanh thá nó đồng nghĩa với ê ca vô ca rá. Ê ca vô ca rá, chữ vô ca rá và chữ khanh thá thì nó đồng nghĩa nhau thôi. Thì bây giờ đó, chúng ta phân tích về cái câu nói rằng nghiệp hữu duy cho sanh. Thì ở đây nó có ba trường hợp. Chúng tôi gọi là ba trường hợp nhưng mà thực ra thì kể như bốn trường hợp á. Nghiệp hữu duyên cho ngũ uẩn sanh, tức là nghiệp nó dẫn đến tái sanh ở trong cõi ngũ uẩn. Là có hai trường hợp: nghiệp hữu dục giới duyên cho ngũ uẩn sanh dục giới. Ở đây khi một người, một chúng sinh ở trong cõi dục và tạo ra thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, muốn thiện hay là thiện, nếu mà bất thiện là tám tham hai sân hai si. Còn thiện dục giới ở đây là chỉ cho tám tâm đại thiện. Thì khi mà nó tạo ra, khi mà nghiệp hữu dục giới đã được tạo ra đó, thì nó tạo ra những cái 10 cái tâm tái tục. Một cái tâm tái tục cõi khổ, tức là tâm ba sát, thọ xả và bất thiện. Tái tục cõi vui dục giới, tức là tám tâm đại quả và tâm quan sát, quả thiện, thọ xả. Mười tâm này, mười tâm tái tục này, nó trở thành cái thức tái sanh ở trong cái sanh hữu ngũ uẩn, ngũ uẩn sinh dục giới, địa ngục, cả quỷ, súc sanh, Atula, cõi nhân loại, cõi tứ thiên vương, cõi đau lợi, cõi dạ ma, cõi đu xuất, quá là thiên thao quá tự tại. Thì tạo ra các cái cõi tái sinh.
Trường hợp thứ hai đó cũng là nghiệp hữu duyên cho ngũ uẩn sanh, nhưng mà ngũ uẩn sanh ở đây là ám chỉ cho ngũ uẩn sanh sắc giới. Cõi phạm thiên, ba cõi sơ thiền, ba cõi địa thiền, ba cõi tam thiền và sáu cõi tứ thiền ngũ uẩn trừ ra khỏi vô tưởng. Thì ngũ uẩn sanh này do nghiệp hữu, nghiệp hữu đây tức là chính do năm tâm thiện sắc giới nó tạo ra cái quả tái sanh ở các cơ cõi phạm thiên sắc giới. Thì tất nhiên nó khác nhau ở chỗ là ở cõi dục giới thì khi mà tạo ra sắc nghiệp thì đủ đủ chính bọn sắc nghiệp bình ở cõi dục, nhưng mà đối với phạm thiên sắc giới á, thì chỉ tạo ra mười ba sắc nghiệp trừ tỷ thiệt thân năm tính nữ tính, tức là trừ ra những bọn chúng ta cái vị phạm thiên chỉ có bốn bộ sắc nghiệp là thôi. Nói cái điều này ra thì các phật tử chúng ta lại rối lên nữa. Chúng tôi thì không có mô tả được cái lời lẽ nó tươi vướng để giúp cho các phật tử chúng ta nghe nó êm tai. Chúng tôi chỉ dạy, chỉ nói theo cái chi pháp thôi. Hình như nó, cái thường cận duyên nó cũng quen cái đó. Khi nào mà thuyết pháp để khuyến tu quá thì chúng tôi nói chuyện khác. Mà khi mà dạy A Tỳ Đàm thì chúng tôi nói chuyện khác. Quý vị chịu khó lắng nghe chút xíu. Thì như vậy rõ ràng là hữu duyên cho sanh, mà nghiệp hữu duyên cho ngũ uẩn sanh nó có hai trường hợp. Bây giờ nghiệp hữu duyên cho tứ uẩn sanh đó, tứ uẩn sanh tứ là bốn, thì nghiệp hữu duyên cho tứ uẩn sanh tư thiện vô sắc tạo ra bốn tâm quả vô sắc cùng với 30 tâm sở phối hợp làm việc tụng sinh hữu phần tưởng cho phạm thiên vô sắc. Rồi chúng ta nói đến nghiệp hữu và duyên cho nhất uẩn sanh. Nhất uẩn sanh ở đây tức là một uẩn. Cõi mà có một uẩn là cõi vô tưởng, cõi vô tưởng nó chỉ có một uẩn, tức là sắc uẩn là thôi. Mà nghiệp để tạo ra cái sắc uẩn tái tục trong cõi vô tưởng đó, thì nghiệp đó chứ là nghiệp ngũ thiền, sắc giới. Rồi một vị mà đắc được ngũ thiện sắc giới, họ có cách ly ái đúng với thức, họ không có mơ ước, họ không có bụng, họ nghĩ rằng có tâm phải suy nghĩ mệt lắm, cho nên họ mới nguyện rằng mong đường sau ta không có tâm thức. Rồi do cái nghiệp ngũ thiền đó mới tạo ra cái sắc nghiệp bản quyền để dẫn họ đi chết sanh trong cõi vô tưởng, gọi là nghiệp hữu duyên cho nhất uẩn sanh. Thì ở đây nói chung tức là nghiệp hữu duyên cho sanh, duyên cho sự tái sanh
nói theo thắng thắng pháp hay nói theo duyên sinh thì chúng ta nói, chứ ta nói nghiệp hữu duy cho sanh. Nhưng mà kỳ thật nếu nói thông thường thì chính do nghiệp tạo ra quả, nghiệp dẫn đi tái sanh. Nói vậy thôi, nó tóm tắt quý vị hiểu, nghiệp dẫn đi tái sanh. Chính nghiệp mà chúng sanh làm thiện hay là ác, nó sẽ dẫn, nó sẽ dẫn đi tái sanh luân hồi ở cung hay là cõi khổ, cõi ngũ quẩn hay là cõi tứ quẩn hay là cõi nhất quẩn, chỉ vậy thôi. Bây giờ chúng ta lại nói đến cái mối duyên sinh hay là mối y tương sinh cuối cùng này, tức là cha tiếp bát cha gia cha ra maranam so có vấn đề gì của đức phật đô manas ba gia sa phật. Duyên sanh có già chết sầu vi khổ ưu ai, hoặc sanh duyên lão tử sầu vi khổ ưu ai. Bây giờ cái trường hợp này như thế này, nó có hai điểm, điểm chính chánh yếu và một thứ yếu. Mặc dù chúng ta nói rằng do có sự tái sanh nên có già chết cha ra maranam, rồi có sầu, có bi, có khổ, có ưu, có não. Nhưng mà ở đây đó, nếu mà nó trọn vẹn, nó tổng quát cho tất cả chúng sanh có sự tái sanh làm duyên để dẫn đến già chết, thì chúng ta chỉ, chúng ta nói lão tử cha ra maranam là đủ. Còn thêm năm cái điểm phụ á, sầu vi khổ ưu ai, cái đó là chỉ có ở chúng sanh cõi nhân loại chúng ta thôi. Nó có cái vấn đề sầu vi khổ ưu ai. Sầu tức là cái tâm phiền muộn, buồn bực, bởi đi quá. Từ bi là khóc than, nó khá, tức là thân đau nhức, thân đau đớn, khổ, thân khổ. Đu mà nát xá là ưu, là chỉ cho tâm sầu, tâm khổ, thân khổ, tâm khổ, khổ thân khổ tâm. Của bài gia, của bài gia xa, của bài gia xa thì đây nó gồm chung cái sự đau đớn cùng cực của thân và tâm. Thì mấy cái hiện tượng mà sầu với khổ quay đó, chư thi không có, phạm thi không có. Nhưng mà chư thi phạm thi vẫn có già chết do có sự tái sanh. Nhưng mà sự già chết của chư thiên phạm thiên, nó không giống như là cái sự già chết ở trong cõi dục giới của chúng ta, ở trong cõi người của chúng ta. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta phải hiểu hai ý nghĩa là nghĩa chân đế Paramatthasaccha và nghĩa tục đế Sammutisaccha. Nếu mà nói trên phương diện chân đế đó, thì mỗi pháp hữu vi nó đều có sanh trụ diệt hoặc là sinh tiến dị diệt, cái đó là điều chắc chắn. Ông Bà Đá là vào cái thời điểm sanh của danh quẩn và sắc quẩn, khi mà một tâm sanh khởi hay là có bọn sức sanh khởi rồi thì nó phát triển, nó tồn tại
gọi là tiến hay là trụ. Thì trong cái trụ đó, đó những trụ thiện khác thì trụ gần đến chỗ hủy diệt thì lúc đó gọi là lão, gọi là lão mại, gọi cha ra. Diệt ở đây tức là chỉ cho cái sự mất đi, cái sự hủy hoại. Hủy diệt chúng ta gọi là chết. Nếu mà chúng ta nói trên pháp hữu vi nào cũng có sanh trụ diệt, thì như vậy là tất cả chúng sinh trong đời này, kể cả chư thiên phạm thiên, danh và sắc của chư thiên phạm thiên vẫn sanh trụ diệt. Do đó kể như là có già và chết, cha ra ba ra năm, như ở mỗi dục giới của chúng ta. Còn ở mỗi dục giới chúng ta, ngoài cái nghĩa già chết theo chân đế, chúng ta còn có nghĩa tục đế. Khi mà một người sống được 50, 60 tuổi rồi thì bắt đầu hiện tượng già, thì là tóc bạc, da nhăn, mắt mờ, tai điếc, nó khởi lên, thân tiều tụy khô héo, gọi là già. Rồi khi mà hấp hối lâm chung, và sau khi thở một hơi thở dốc thở ra nhưng mà không có thở vào thì bị gọi là chết. Chết ở cõi nhân loại chúng ta thì cái xác để nằm đó gọi là apetavinyana, apetavinyana tức là thức lìa khỏi xác, trở thành cái thi thể. Cho nên ở đây tại sao khi mà giảng về cái chỗ mà sanh duyên lão tử thì chúng ta lại nói đến hai phương diện, nghĩa chân đế và nghĩa tục đế. Quý vị đừng nghĩ rằng chỉ cần nói già tóc bạc da nhăn rồi chết tức là cái sự tắt thở vậy là đủ rồi, rồi sao nói chi cái pháp chân đế nữa. Ở đây thưa quý vị, nếu như mà không nói về cái pháp chân đế là sanh trụ diệt thì làm chúng ta làm sao giải thích được cái vật tích chất samuppada y tương sinh này nó chi phối cho toàn thể chúng sanh ở trong thế gian này. Trong đó có phạm thiên, có chư thiên. Phạm thiên với chư thiên họ không có già cái kiểu mà tóc bạc da nhăn của quý vị, mà họ chính là tự biến mất cái chứ không có, không phải nằm đó hắt hối rồi thở dốc, thở ra, thở vô dài, rồi người ta phải thấy yếu, hơi thở yếu, yếu ớt, người ta phải là dùng cái máy thở để trợ lực, vâng vâng, khỏi cần. Các vị nói chuyện bình thường, các vị chư thiên phạm thiên họ biết mình sắp chết rồi, từ giả các vị chư thiên khác rồi đến đúng cái thời khắc đó tự biến mất như vậy người chết. Thật ra nói theo cái pháp chân đế thì khi mà danh và sắc của họ có sinh có trụ có diệt còn ở chúng sanh trong cõi dục giới, chúng ta đời sống năm sự kiện này là quả thứ yếu và nissan đắc pha lắm, nó không có cho tất cả loài hữu tình đâu, nó chỉ riêng cho một số người thôi. Thành ra ở đây đó, nếu mà chúng ta học xuôi, chúng ta học theo thuận từ gốc lên ngọn đó,
thì chúng ta nói vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, vân vân, quý vị khó hiểu. Thì bây giờ quý vị đi ngược lại, thấy cái thân này bị già chết, quý vị hỏi rằng già chết do nguyên nhân nào, do cái gì làm duyên, cái gì là tập khởi. Chúng ta, chúng ta nói trả lời, tự trả lời là do có sự tái sanh. Mà sự tái sanh đó do cái gì đời tập khởi? Sự tái sanh đó do nơi nghiệp hữu trong quá khứ. Mà nghiệp hữu lấy gì làm tập khởi? Nghiệp hữu đó lấy thủ làm tập khởi. Thủ lấy gì làm tập khởi? Đó là ái. Ái lấy gì tập khởi? Do thọ. Thọ lấy gì làm tập khởi? Do xúc làm tập khởi. Xúc có lục nhập làm tập khởi, lục nhập có danh sắc làm tập khởi, danh sắc có thức làm tập khởi, do hành làm tập khởi, hành do duyên vô minh làm tập khởi. Chúng ta đi Đức Phật ngày thuyết, ngày trong cái ngày học tới đó, chúng tôi sẽ trình bày bốn cái thuyết mà Đức Phật ngày đã thuyết về duyên sinh. Ngày thuyết xuôi từ gốc lên ngọn, thuyết ngược từ ngọn trở về gốc, rồi có khi thì ngày thuyết xuôi từ gốc lên giữa, hay là từ giữa trở về ngọn, rồi thuyết ngược là ngày thuyết từ giữa trở về gốc, hay là từ gốc trở về giữa. Ngài, ngài thuyết như vậy đó, là tùy theo chúng sanh, các phu nhân kiến vô quả kiến vô hành kiến gì đó, Đức Phật ngài thuyết. Cho nên ở đây đó, sẽ giúp cho chúng ta hiểu được rõ ràng. Thì ở đây thưa quý vị, chúng tôi cũng cố gắng làm hết sức mình để mà giúp cho các Phật tử chúng ta hiểu được pháp. Nhưng mà cái đó nó tùy theo cái sự thu thập của chúng ta thôi. Hôm nay thì chúng tôi đi Bình Dương làm lễ trai tăng thuyết pháp ở đó, mà lúc sau này sức khỏe nó kém thưa quý vị. Hãy chúng tôi đi xe trong một ngày với chư tăng, đi xong chúng tôi về chúng tôi mệt vô cùng. Do đó cho nên chúng tôi đã cố gắng để trình bày tới đây thôi. Như vậy cái phần thời gian còn lại xin cung kính và thượng giác đẳng quan hỷ chia sẻ thêm cho bài học này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính thưa Hòa Thượng Từ Sư, với bài giảng vừa rồi, Đại Thánh Sư Minh đề nghị Bạch Chư Tôn Đức và Tư Vị Phật Tử xin được tiếp theo lời của Hòa Thượng Từ Sư. Khi mà Hòa Thượng đã nói về giáo lý chuyển khởi qua các cái chi pháp, qua các cái góc nhìn từ thắng pháp, thì chúng ta nên nhân dịp này để một số ở tại đây, cũng như là chúng ta nhìn giáo lý duyên khởi ở trong đời sống của chúng ta. Thứ nhất thì chúng ta nên nói một điều là giáo lý duyên khởi không phải là một cái mang cái cách là tùy duyên, là khi mà người gặp chúng sanh, một đối tượng nào đó, một người nào đó mà người giảng giải, mà giáo lý duyên khởi đó là cái cảnh giới giác ngộ của Đức Thế Tôn khi mà người ngồi ở dưới quả Bồ Đề. Về điểm này là một điểm rất là quan trọng mà chúng ta phải hiểu qua hai cái
hai cái cách nhìn. Có một số những lời dạy của Đức Phật là khế cơ, tức là tùy theo căn cơ, và một số cái lời dạy là khế lý, là khi mà ngài suy nghĩ hay ngài nói lên đó, nó không dựa trên cái căn cơ của một chúng sanh nào đó, mà là do sự quán chiếu bằng tuệ giác của ngài. Thì giáo lý duyên khởi, giáo lý duyên sinh đó, là trường hợp như vậy, là Đức Thế Tôn ngài đã quán sát về giáo lý này khi mà ngài thành đạo như quả Bồ Đề, sau khi ngài thành đạo. Và chư Phật trong quá khứ cũng vậy, thưa quý vị. Thì bây giờ chúng ta đi từ giáo lý duyên khởi mà Hòa Thượng Thời Siêu đã trình bày ở bài học đầu tiên, từ Vô Minh Duyên Hành cho đến ngày hôm nay, chúng ta đã đến Lão Tình Trạch. Thì thật ra tất cả đều là một cái nhìn xoáy sâu vào đời sống của mỗi chúng ta hết. Và trong này nó có những phân đoạn, và mỗi một phân đoạn đó mang một cái ý nghĩa khác nhau mà chúng ta đặc biệt rất là cần, rất là cần để chúng ta nhìn thật kỹ và thấy được cái sự liên đới giữa điều này và điều kia. Thí dụ như là đầu tiên chúng ta nói về thủ duyên cho hữu. Cái sự khác biệt giữa ái và thủ đó, ái chỉ đơn thuần là một cái sự ưa thích, và thủ đó nó lại làm cho, khiến cho cái sự ưa thích này đi đến cái chỗ gọi là dính mắt. Chúng ta nói là đậm đặc hơn. Chúng ta lấy một cái ví dụ là chúng ta thích rất nhiều thứ trên đời này. Dạ, như quý Phật tử thích hoa hồng, quý Phật tử thích hoa cẩm chướng, quý Phật tử thích hoa thủy tiên. Cái thích đó đó, nó đơn thuần chỉ ở cái mức độ là thích. Nhưng mà trong cái thích đó, nó đã cho chúng ta thấy cái ý hướng của chúng ta và thế giới này. Nhưng mà từ cái chỗ mà thích hoa thủy tiên, mà thì về rồi nghiên cứu cách trồng, nghiên cứu cách dưỡng, làm sao cho nó nở hoa kịp Tết, thì nó đòi hỏi ở một cái mức độ khác. Chúng ta gọi là thủ. Dạ, thủ. Thủ nó đậm nét hơn. Thủ nó là một cái lực đẩy mạnh hơn. Và nói một cách khác đó, là chính cái thủ đó, nó mới đủ cái lực để nó cụ thể hóa cái ý muốn của mình. Cái ý muốn mà chưa có thủ đó, thì thật sự nó rất là khó thể hiện. Dạ, giống như là quý vị đi ngang một công viên, đi ngang một quốc gia nào đó, đi ngang một dọc sông, đi ngang một vườn hoa, mình có những cái thích, nhưng mà cái thích này nó thoạt đến thoạt đi, cho đến khi nào mà nó đủ mạnh, nó đủ cái lực để chúng ta tìm cách nghiên cứu, tìm cái phương cách bỏ tiền, bỏ bạc ra để có những thứ đó, thì quý vị thấy rằng ở đó nó có cái thủ. Và trong cái thủ này đó, nó phải đặt đến một vấn đề gọi là nó liên quan đến một cái chấp ở trong đó. Và đặc biệt là nó liên quan đến ngã tính trong đó. Chúng tôi lấy ví dụ là quý Phật tử thích một cái loài hoa nào đó, như là chúng ta nói bây giờ có một người thích hoa mẫu đơn, mà cái hoa mẫu đơn nằm ở vườn người khác, mình cũng thưởng thức được vậy. Nhưng mà khi mà mình thưởng thức cái vườn người khác, nó có cái gì đó mà mình chưa có bằng lòng, là mình phải hoặc là mua nó về, hoặc là xin cái đó đem về trồng. Và khi mình trồng đó, thì mình phải nói là cái hoa đó là của mình, và hoa của mình. Mình đã thích nó rồi, nhưng mà cảm thấy có cái của mình, thì cái đó mình mới cảm thấy nó mãn nguyện phần nào. Thì ở trong đó nó có cái thủ. Còn cái gì? Trong cái thủ này, nó lại dẫn đến một thứ mà ở đây Phật ngài dạy là phá quá. Chữ phá quá này đó là một ở trong những thuật ngữ Phật học mà tương đối rất là khó dịch. Người Trung Hoa họ dịch rất là hay, nhưng mà nếu chúng ta thường đọc ở trong kinh bằng tiếng Việt hay là Hán Việt hoặc là tiếng Anh thì chúng ta thấy rằng những nhà dịch thuật của Trung Hoa cũng như người Anh đó, họ sau khi được cân nhắc rồi họ được lựa khác nhau. Ở trong cái
Bởi vì chữ Hán thì dịch là hữu. Hữu ở đây tức là hiện hữu, hằng hữu. Hữu ở đây là cái sự tồn tại. Dạ, cái sự tồn tại của chúng ta như chúng ta hiện hữu. Nhưng mà cái sự tồn tại đó, đó ở trong các bản dịch tiếng Anh mà những học giả đó, họ thường dịch là becoming. Và becoming là trở thành. Nó không phải chỉ là một sự hiện hữu đứng yên, mà đó là một cái sự hiện hữu luôn luôn hằng chuyển, luôn luôn tự tái tạo, tự biến hóa. Và nói chính xác trong Phật Pháp đó, cái sự hiện hữu mà đáng kể nhất của chúng sanh đó, đó là cái tiến trình tạo tác. Yeah, tiến trình tạo tác. Khi mà chúng ta nói về một con người, chúng ta nói về sự sống đó, thì không bao giờ mà chúng ta nói đến một cái hình ảnh đứng yên. Yeah, mà chúng ta cũng nói rằng người đó đã sinh ra ở đâu, đã học như thế nào, đã làm gì, đã có những thành công nào, đã có những thất bại nào, lập đền lình, lập thành cho hết với ai, vì hôn phối là ai, con cái là gì. Thì tại đó chúng ta thấy rõ ràng một điều đó là cái chữ phá hóa nó là một cái gì đó chỉ cho sự hiện hữu, nhưng mà sự hiện hữu một cách sinh động, một sự hiện hữu á, có đi với một cái tính chất gọi là sinh tồn. Khi mà chúng ta nói sinh tồn ở đây thì nó gồm cả sự tạo tác và lực tạo tác trong đó. Dạ, lực tạo tác. Như bây giờ chúng ta không thể nói đến một ngôi chùa mà đơn giản là chỉ có cái mái chùa hay chỉ có cái hình ảnh chùa không, mà chúng ta phải nói rằng ngôi chùa nó tồn tại là nó có cái sinh hoạt. Hay một công ty, một công ty được thành lập không phải là chỉ trên giấy tờ như vậy, nhưng người như vậy mà trong công ty đó nó tồn tại vì nó có cái hoạt động. Và cái chữ hoạt động này đúng là cái nghĩa chữ phá hóa. Dạ, phá hóa là sự hoạt động. Cái sự hoạt động này đó, nó khác với cái ý nghĩa của cái hành như thế nào, nó khác với ý nghĩa với chữ nghiệp như thế nào. Nghiệp đó là một chữ khác của hành, và hành với hữu thì nó giống nhau. Nhưng mà hành chỉ đích xác là sự tạo tác. Sự tạo tác này gây quả. Nhưng mà khi mà chúng ta nói sự hữu, chúng ta nói đến hữu đó, đó là chúng ta nói đến một cái sự định hình và tái định hình luôn luôn tồn tại, nhưng mà mỗi lúc mỗi khác chúng ta gọi là một sự tồn tại với thiên biến vạn hóa. Ý chúng tôi muốn nói như vậy là khi nào chúng ta nói đến hành, chúng ta chỉ nói tạo tác thôi. Nhưng mà khi chúng ta nói đến hữu á, thì chúng ta hiểu đó là sự tạo tác để nó định hình thế nào là sự hiện hữu của một người, một vật. Mình không cần biết người ai. Dạ, không cần biết người đó đến từ đâu. Nhưng mà người đó đang làm gì, và cái đang làm gì đó tạo nên con người đó. Đó là cái nhìn đích xác của giáo lý Duyên Khởi. Lấy ví dụ như là mình nói về ông A và B thì mình nói rằng đó là một luật sư, đó là một bác sĩ, đó là một nhà văn. Thì cái đó không phải chỉ là tên gọi không, mà chính trong cái gọi là đó là một thầy giáo, đó là một thương gia, đó là một nhà chính trị, đó là một nhà văn hóa, vân vân. Thì những cái tên gọi đó nó không đơn thuần chỉ là một nhãn hiệu, mà cái tên gọi đó chính là sự thể hiện cái sinh hóa, thể hiện cái hoạt động, thể hiện cái sự tồn tại, sự sinh tồn. Và sinh tồn đó nó rất là sinh động chứ, nó không đứng yên một chỗ. Yeah, nó không bị đâu đứng yên một chỗ. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là khi mà mình nói về hành đó, là mình chỉ nói về nước thôi. Yeah. Nhưng mà khi mình nói về hữu á, thì chúng ta nói về một dòng sông của nước vậy. Yeah. Nhưng mà dòng sông nó không phải đơn giản chỉ có nước như nước trong ao, nước trong hồ, mà đó là dòng sông cuộn chảy. Và chúng tôi hy vọng rằng với cái ý nghĩa này chứ, quý vị thấy được sự khác biệt giữa hành và hữu. Dạ. Yeah. Hành nhấn mạnh về việc tạo tác của nghiệp, còn hữu đó là chúng ta nói về cái sự tồn tại do sự tạo tác mà ra. Cũng giống như hành chúng ta nói giống như là nước, và hữu chúng ta nói như là một dòng sông, như là một đại dương, thì nó có những cái trầm lớn, nó có những sự trùng lập, nhưng mà
về cái khái niệm thì nó có sự khác biệt. Để chờ chúng tôi chút xíu. Thứ gì ở đây chúng ta nói về hữu duyên sinh thì nếu mà nói theo giáo lý duyên khởi đó, dù là hành duyên cho thức hay là hữu duyên cho sanh, chúng ta đều thấy có một cái đặc điểm là Đức Phật Ngài dạy về cái lực tái sanh sắp tới, gọi là sanh báo nghiệp đó. Nó chịu ảnh hưởng phần lớn đến cái đời sống hiện tại. Về điểm này đó thì đôi khi chúng ta hay có cái cảm giác rất là mơ hồ là cái giờ tái sanh của mình đó. Có thể là do nhiều cái sự đưa đẩy mà nó không liên hệ đến cuộc sống hàng ngày. Thí dụ như quý vị thấy cái người bình thường đó, họ không đi chùa, không học Phật pháp, không tu tập, không làm thiện, nhưng mà vào giờ chót á thì hay nghĩ rằng tính chi tăng tụng kinh hay là có sự cầu nguyện thì sẽ đạt được điều này điều kia. Thành ra bình thường họ không đi chùa, thân nhân cũng đi chùa và cá nhân người chết cũng không đi chùa, nhưng mà tới giờ chót thì chạy đến cầu nguyện. Nhưng mà trong những cái cách suy nghĩ đó đó, chúng ta thường quên đến điểm như vậy. Cái sở hành hay là cái sinh hoạt trong đời sống hàng ngày của mỗi chúng ta đó, nó có ảnh hưởng lớn, ảnh hưởng rất lớn đến kiếp tái sanh. Trừ một vài trường hợp rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Chúng tôi nói trường hợp đặc biệt này là do sự can thiệp nào đó của một cái gì rất là mạnh. Thí dụ như là ngày gì hôm qua, xin lỗi thứ sáu, chúng đọc kinh Phật Cú. Cái thanh niên con của một ông phú gia giàu có, một ông phú gia rất là keo kiệt. Thanh niên đó, đó cả đời không biết gì về thiện pháp lắm. Rồi do cha, người cha rất là sợ, rất là mỏng xẻng, sợ người ta đến thăm ngó của cải mình, nên con bệnh, đem cái giường để ngoài hàng hiên cho ta đến thăm viện. Và cái đó nó tạo nên một cái chuyện là khi mà Đức Phật này xuất hiện, cái hình ảnh của vị của Đức Phật đó, làm cho cái vị thanh niên này cái tâm rất là thanh thản, rất là an lạc, rất là khoan hỷ. Dạ, rất là khoan hỷ. Và do cái tâm trong sạch khởi phát niềm tin từ cái hình ảnh của Đức Phật, vị thanh niên sanh về cõi trời. Chúng ta gọi đó là một sự can thiệp ở trong giờ chót. Dạ, can thiệp trong giờ chót. Hay hoặc giả là có những người như là Hoàng hậu Malika hay là vua Asoka, khi chết do cái phiền não cuối cùng sanh một cảnh khổ, như sanh vào địa ngục hay sanh vào con rắn. Nhưng mà cái thời gian nó rất là ngắn, và sau đó thì cái thiện nghiệp mạnh trong quá khứ nó lại trổ quả, và vì đó từ cái cõi khổ sanh về cõi an lạc một cách rất là nhanh chóng. Nhưng mà trường hợp này đó là sự can thiệp tương đối hiếm hoi. Dạ, chúng tôi thì tạm gọi là sự can thiệp hiếm hoi. Trong lúc mà thưa quý vị, nếu chúng ta đọc kinh Hiền Ngu, dạ, từ kinh Hiền Ngu ở trong Trung Bộ đó, thì chúng ta thấy rằng chúng sanh từ cõi người sanh lên cõi trời, và khi hết phước ở cõi trời thì sanh xuống, và chúng sanh từ cõi khổ như địa ngục, ngạ quỷ, Atula mà sanh lên cõi người đó, thì khi chúng sanh sanh một cõi khổ thì khi cái nghiệp nó, cái ác nghiệp nó cái quả nghiệp nó dần dần nó cạn đi, không có cái đầu là biên viễn hết, thì từ từ sanh trở lại làm các chúng sanh khác. Ví dụ như từ địa ngục sanh làm ngạ quỷ,
rồi từ ngã quỷ sanh, rồi bàn sanh, rồi bàn sanh sanh lên làm người. Lúc sanh làm người thì ngoại hình rất là xấu xí, rất là khổ đau, rồi từ cái người khổ xấu xí khổ đau, nếu họ làm phước thì họ khá hơn. Thì cái tiến trình mà từ một chúng sanh ở trong cõi khổ mà sanh gọi là người đó, sanh về cõi an lạc đó, nó là cái chuyện rất hiếm, hiếm lắm. Như là Đức Phật Ngài dạy là một cái con rùa mà đã bị mù rồi, mà nó bơi lội trong đại dương 100 năm thì nổi lên một lần, mà lên một lần cái đầu nó lọt vào trong một khúc gỗ, khúc gỗ có cái lỗ nhỏ mà đang trôi trên biển, thì cái trường hợp đó là trường hợp hy hữu, trường hợp rất là hiếm. Tại khi mà chúng ta không được kinh Phật thì chúng ta hiểu rằng dĩ nhiên là luôn luôn nó có những cái ngoại lệ, có những cái biệt lệ, nhưng mà những cái trường hợp can thiệp ngoại lệ này nó hiếm chứ không có nhiều. Đa phần là do cái sở hành trong đời sống. Tại vì khi một cái người mà Phật Pháp thì người đó biết cả ba việc cần ở trong đời sống, đó là hành động, gọi là chánh nghiệp, lời nói gọi là chánh ngữ, và sự nuôi mạng gọi là chánh mạng. Tức là hành động, lời nói, nuôi mạng đều phải chân chánh. Tại sao vậy? Khi mình nói hành động chân chánh, tức là một cái lập tâm trong cuộc sống của mình, đời sống hàng ngày, không bao giờ mà mình làm một việc gì đó mà với một cái ác niệm, và với cái ác niệm đó là mong cho anh A và B bị khổ, mong cho người này bị tổn thương, mong cho người kia phải bị cái này cái kia. Khi mà mình làm một việc gì đó mà có cái ý để hại người khác, để chia rẽ người khác, để gây khổ cho người khác, thì cái hành động đó đó nó lại dẫn rơi vào trong cái ác nghiệp rất là mạnh. Lời nói cũng vậy, cái lời nói gây thương tổn người khác, nói nặng, nói nhẹ, nói đau khổ, nói chia rẽ người khác, thì cái đó nó cũng tạo cho chúng ta cái gọi là ác tổ. Và đặc biệt là cái nuôi mạng, ai trong đời sống này cũng đều phải có cách nuôi mạng, phải có cách tồn tại cách này khác. Nhưng mà có những cách tồn tại rất là tà, cách tồn tại rất là sai quấy, cách tồn tại rất là tai hại. Thành ra khi mà mình biết Phật Pháp rồi thì mình phải lập tâm tự nhắc nhở một điều rằng thà mình nghèo, thà mình sống đơn giản, thà là mình sống trong cái phương tiện mà mình có, chứ mình không nên vì cái sự sống của mình mà sinh kế bằng cách ác quấy, gọi là chánh mạng. Bây giờ nếu chúng ta hiểu về cái hữu duy cho sanh đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng trong giáo lý duyên khởi đặc biệt nói rằng cuộc sống hiện tại, cái hoạt động hàng ngày của chúng ta, nó có một cái vai trò rất lớn, nó liên quan đến cái giây phút mà chúng ta mở chung, và ngay giây phút đó là quyết định cảnh giới tái sanh kế tiếp. Chào quý vị, đặc biệt còn nghe chúng tôi nói không? Dạ. Thì thưa quý vị, cái hưởng này đó không nên hiểu đơn giản chỉ là hành động. Cái hưởng này không hiểu đơn giản là sự hiện hữu, mà sự hiện hữu này phải là sự kết hợp của hai, đó là chính hành vi tạo tác được xem là sự hiện hữu, và cái tiến trình hành vi tạo tác đó là một cái tiến trình tái tạo. Dạ, tiến trình tái tạo tức là từ chỗ đó nó tác động, nó tạo ra một cái cảnh giới tái sanh kế tiếp. Và thông thường thì cái lối sống hiện tại của chúng ta nó quyết định tương lai rất là nhiều. Rồi bây giờ chúng ta nói khi mà mình sanh ra đó, tại sao nó duyên cho lão tử? Ở đây thưa quý vị, nó tương tự như vậy. Quý vị biết là ngày hôm nay đó, người ta tạo ra một số các cái sản phẩm tiêu thụ, từ cái quạt máy cho đến xe hơi, cho đến nhiều thứ. Và khi những bộ máy này họ tạo ra đó, ví dụ chiếc máy bay, quý vị đó, chiếc máy bay, thì khi họ tạo ra, ngay họ tạo ra đó, là họ phải có
một cái lượng định là chiếc máy bay này xài ở trong bao nhiêu giờ bay. Thí dụ như một chiếc chiến đấu cơ có thể xài 8.000 giờ bay hay là 20.000 giờ bay chẳng hạn. Khi mà họ quyết định là cái chiếc máy bay này đã dùng trong 20.000 giờ bay đó, thì mỗi một cái bộ phận của nó được chế tác đó phải có cái điều kiện tương thích với 20.000 giờ bay đó. Dạ. Tại vì sao? Tại vì không có bộ máy vĩnh cửu, và cũng thể nào mà một chiếc máy bay hay chiếc xa hơi mà bộ phận này chịu được 10 năm, bộ phận kia chịu được 1 năm, 2 năm, 3 năm. Dĩ nhiên là có những bộ phận cần bảo trì. Nhưng mà cái chung chung đó, là khi mà người ta tạo ra một cái sản phẩm máy móc, thì trong cái sản phẩm máy móc đó, đó nó đã có một cái quyết định tính là nó tồn tại trong bao lâu. Giống như là quý vị thấy xung quanh chúng ta đó, thì người ta có những cái tuổi thọ của từng giống một. Loài người chúng ta thì trên dưới 100 năm. 100 năm là dài. Thường thường chúng ta sống 70-80 năm. Hoặc giả là nói đến con chó, thì không có con chó nào sống 30 tuổi hết. Con chó sống thường là 15-17 năm. Dạ, bởi vì có nhiều người họ thương chó, họ không dám nuôi chó. Tại vì họ thương quá rồi họ sẽ khổ. Vì cái tuổi thọ nó không có sống lâu. Con chó thường sống 15-17 năm. Loài rùa thì sống lâu lắm, có những loài sống cả ngàn năm. Thì khi mà chúng ta nói sanh diệt lão tử, thì tất cả chúng ta phải hiểu rằng một lúc mà chúng ta sanh ra đời, thì ngay cái giờ phút mà chúng ta thọ sanh ra, thì nó đã có những cái yếu tố quyết định về cái thời đường sống của chúng ta. Chúng ta tối đa chừng đó thôi, chứ không thể hơn được. Không thể. Tức là ví dụ như mình nói trên cõi người này, nó sống 100 năm thì cũng có người sống 105 năm, có người sống 120 năm, hoặc sống 160 năm cũng có. Nhưng mà trường hợp rất là hiếm hoi, đa phần là tại cái chủng loại đó như vậy. Nên ngày hôm nay khi mà người ta học về cái chuyện di truyền này, học về di truyền này, thì họ cho chúng ta biết rằng một khi mà cái nhiễm thể X và nhiễm thể Y, tức là chúng ta tạo một nhiễm thể của cha của mẹ kết hợp lại để mà tạo ra chúng ta đó, thì thưa quý vị, ngay trong cái sự kết hợp giữa nhiễm thể X, nhiễm thể Y đó, nó đã có một số chứng bệnh di truyền. Di truyền về bệnh tim, về bệnh tiểu đường, về cái điều kiện quen biết của thổ nhưỡng, về thức ăn, về thứ này thứ kia mà thật ra hồi xưa chúng ta không biết. Chúng ta không biết, chúng ta nghĩ rằng một hài nhi sơ sinh ban đầu nó đâu có thể chứa đựng cái đó. Nhưng mà kỳ thật trong cái giờ phút thụ thai, lúc đó cái thai bào nó còn gọi là một cái embryo, tức là một cái phôi thai rất nhỏ, thì ở trong đó nó đã mang nhiều cái quyết định tính. Cũng như là quý vị lấy một cái hạt cải lên, trong cái hạt cải đó tuy rất là nhỏ bé, nhưng mà nó đã có những cái yếu tố quyết định là nó phải có cái màu đó, nó phải có cái mùi đó khi nó lớn lên, loại hoa đó, loại lá đó. Nó không thể nào mà quý vị gieo xuống cái hộp cải su lê mà nó ra cải xanh được, hay là gieo cải ngọt ra mà nó xanh ra một loại cải rổ. Không phải như vậy. Tức là trong cái hạt cải nhỏ nó có quyết định tính rồi. Đây là một cái hệ lụy của cuộc sống. Hệ lụy cuộc sống tức là những cái chi phối tiền chế, những chi phối trước mà cái chi phối đó chúng ta không làm chủ được. Chúng tôi lấy ví dụ như là thân mẫu chúng tôi bị tiểu đường, và có thể là một vài vị khác trong gia đình chúng tôi ngày xưa bị tiểu đường chúng tôi không biết. Nhưng mà chúng tôi sinh ra cha như vậy, mẹ như vậy, và kế thừa cái di truyền về tiểu đường hay là bệnh tim hay bị ung thư gì đó, thì cái đó nó không nằm ở trong quyết định của chúng ta. Nên chúng ta gọi đó là một cái sự vô ngã, bởi vì không phải tất cả mọi thứ do cái ý chí, mà là do những thứ gọi là tiền chế. Dạ, không phải tất cả, nhưng quý vị, nó có một số thôi, không phải tất cả. Đừng nghĩ rằng tất cả đều do tiền định, tất cả đều do tiền chế, hay tất cả đều đã được quyết định. Hiện tại nó cũng có, nhưng mà nó là một sự hỗn hợp. Và về điểm này, cái khác biệt giữa Phật học á, và các tôn giáo chỉ nói một chiều
một mặt thôi, nhưng mà Phật học cho chúng ta biết rằng nó là sự hỗn hợp của nhiều, của quá khứ, của hiện tại và của tương lai, của cái tiền sinh viên, của cái hậu sinh viên, và của những cái mà chúng ta đang trải ra trong hiện tại này. Cái giáo lý và giáo lý vô ngã, giáo lý duyên hệ cho chúng ta biết những cái sự chi phối như vậy. Bây giờ chúng ta nói đến một cái chuyện khác, đó là do cái bản chất cố hữu, cái bản chất tự nhiên của đời sống, nên khi chúng ta bắt buộc là không có tránh khỏi những cái trường hợp gọi là sầu bi khổ ưu ai, những cái hiện tượng mà khó chịu, không thoải mái, những hiện tượng mà khổ đau hệ lụy của thân cũng như tâm. Cái điểm này đó thì chúng ta sẽ nói một cách chiếc xe mình chạy thì chọn xe tốt hay xe không tốt thì phải có bảo trì, xe tốt phải có bảo trì. Cái chuyện này bắt buộc, bảo rằng mình mua chiếc xe nào mà không có bảo trì thì không có, mình chạy bao nhiêu cây số, bao nhiêu ngày mai thì phải thì nhớ. Chúng ta sống thì chúng ta phải ăn, phải ngủ, phải đại tiện, phải tiểu tiện, và có ăn, có không có tiền mua thức ăn mới có chủ nhà, rồi tự nhiên nó kéo theo nhiều cái hệ lụy. Và những cái hệ lụy về vật chất nó cũng nó còn có hệ lụy về tinh thần nữa. Cái hệ lụy tinh thần ví dụ như là về tâm của chúng ta thì tự nhiên là chúng ta thích màu tím, mà chúng ta thích màu đỏ, nó cũng dẫn chúng ta đến cái khổ rồi. Ví dụ như mình sinh trên đời, mình nói mình thích màu tím, chuyện đó chẳng có tội lỗi gì hết. Nhưng mà mình thích màu tím có nghĩa là mình đến một nơi nào, mình sử dụng một thứ gì đó, ai cho mình cái áo, cái nón mà nó khác cái màu đó, nó phải là màu tím mà nó là màu xanh, màu vàng, tự nhiên mình khó chịu, tại vì nó khác biệt. Và khi mọi thứ mà nó không hoàn toàn được như ý của mình, có ai trong cuộc sống như ý đâu. Chúng ta thường bực mình là người khác không làm theo ý của mình, nhưng mình đâu làm cho vừa ý người khác. Ở trên đời này không ai là vừa lòng ai hết. Cho dù người ta nói rằng bị vợ và chồng là đầu óc tay gối làm vừa ý nhau, nhưng mà thật ra dạ, mỗi người có một cái gì, mỗi người sinh ra là có sự khác biệt, có một cái kiểu suy nghĩ. Vấn đề quan trọng là chúng ta có đủ sự hiểu biết để thì chấp nhận nhau không. Và nếu chúng ta sống thì chúng ta đòi hỏi rằng người kia thấy làm thế này phải suy nghĩ thế này, người đó phải thế này thì chúng ta khổ, chắc chắn là chúng ta khổ. Chúng tôi lấy cái ví dụ là chúng tôi ở trong chùa đó, mà một cái chuyện mà rất ư là phiền phức là có nhiều Phật tử họ đến chùa đó, họ cần ngồi ngắm hoàng hôn, ngắm sân chùa mà. Thì họ kéo họ mua trong hội trường, họ lấy cái ghế ra họ bắt họ ngồi đi. Và đa số Phật tử á thì họ ngồi xong rồi họ dẹp ghế đi, nhưng mà cũng có số không nhỏ đó là họ ngồi xong họ bỏ ghế đó. Thì mình là trụ trì, mình đi buổi sáng đi chùa đi lên lại mình thấy ghế bỏ đồ này, ghế bỏ đồ kia thì mình cũng phải cất qua bên, tại vì nó cản đường và cái ghế để ngoài nó hư. Nhưng mà như vậy là khi mình đã sống rồi mình hiểu rồi, cuộc đời nó như vậy, cái bản chất tự nhiên của cuộc sống vậy. Nếu mà mình muốn là không có gì người ta để ghế bên ngoài, một là chùa đừng có ghế, và hai là đừng có cái chùa. Có cái chùa đừng có Phật tử, tại vì có chùa có Phật tử có ghế tự nhiên nó có dừng đất thôi. Cái bản chất cuộc sống nó vốn dĩ là như vậy. Cuộc đời là thế. Chúng ta nghe câu thơ tình đó là đời là thế, thiên thu sổ bất diệt được, là cuộc sống nó là như vậy, nó không thể nào khác hơn được. Quý vị nghe không có bao nhiêu chuyện than phiền trong cuộc sống mà than phiền nhiều là cuộc sống vợ chồng. Có những sự phiền muộn lẫn nhau, nhưng mà khi một người mà đã từ sống với là người ta sống, người ta có đủ cái sự khôn ngoan lựa một con người hoàn hảo. Ở trên đời này không có cái gọi là người vợ hoàn hảo, cũng người chồng hoàn hảo. Mà khi có sự khôn ngoan rồi đó, thì chúng ta dần dà chúng ta hiểu rằng chúng ta phải tìm cách để chấp nhận lẫn nhau.
Dạ, chấp nhận khuyết điểm, chấp nhận sai lầm lẫn nhau. Chứ chúng ta mà chúng bị gì đó một, thì cái giáo lý dương khởi nó cho chúng ta biết là cái sầu bi khổ ưu ai đó, nó là những gì vốn đương nhiên, dĩ nhiên, tự nhiên có mặt trong cuộc sống này. Dạ, có mặt cuộc sống này. Ta đó. Thưa đạo tràng, chúng con đã không nghe được tín hiệu âm thanh của Hòa Thượng, và chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng. Dạ, quý vị có nghe được không? Dạ, quý vị có nghe được không? Dạ, vâng. Thưa quý vị, chúng tôi kể câu chuyện này, quý vị nghe chuyện này xảy ra rất là thường. Rất thường ở Mỹ là có một số người Việt Nam qua Mỹ đó, giàu nhờ làm ăn khá giả được là nhờ bán cái tiệm gọi là tiệm, chúng ta tạo gọi là tiệm tạp hóa và tiện lợi ở bên Mỹ gọi là convenience store, mà chúng ta nghe những cái hiệu như 7-Eleven hay là Circle K chẳng hạn, thì những cái tiệm này đó thường là làm được nhiều tiền là nó làm trong cái khu gọi khu low income. Low income là người ta sẵn ở trong nhà họ đi bộ ra họ mua. Những người giàu có họ ít mua những tiệm convenience store lắm bên Mỹ. Họ giàu họ có tiền họ hay chạy đến những siêu thị nó rẻ hơn. Giờ nó rẻ hơn. Còn convenience store thì lâu họ đi ngang cái xăng là họ mua đỡ ít thiệt thôi. Và những người Việt Nam mà làm ăn khá giả thường là họ mở những tiệm convenience store trong cái khu mà low income, tức là lợi tức thấp, tạm khái là khu hỗn độn, vùng sâu dậu, vùng dễ nghèo á. Mà vùng nghèo bên Mỹ đó, thưa quý vị, cũng phải nói thật là đa phần là vùng của người da đen. Dạ, người da đen. Thì khi mà họ mở những cái tiệm, khi người Việt Nam mà mở những tiệm convenience store trong những vùng da đen, được một cái lợi đó là người ta mua rất là nhiều hơn là những vùng giàu. Lấy ví dụ như là người giàu đó, một lần họ đến cái siêu thị họ mua một kết bia hay một thùng bia thì họ đem về, còn cái vùng nghèo thì có lần họ đến họ mua một lon bia thôi. Dạ, nhưng mà khi ta mua một cái kết bia, họ mua những cái siêu thị lớn thì họ mua giá tương đối rẻ hơn, lớn hơn, bởi vì họ mới mua nguyên kết bia. Còn đi vào những cái tiệm convenience store đó thì khi một lon bia, một chai bia thì họ bán cái giá nó cao gấp 2-3 lần. Nhưng mà người ta vẫn mua tại lý do tại sao? Lý do là người ta không có tiền mua nhiều, thành ra họ mua lẻ như vậy. Và lúc mà họ nghiền quá thì nó hơi mắc một chút mà họ cũng mua. Nó tiện lợi, nó gần. Thì đây là điều mà chúng ta thấy thường xảy ra đó, là người Việt Nam sống rất nhờ vào convenience store, nhờ người da đen. Nhưng mà mình lại rất là ghét người da đen. Dạ. Quý vị là trong cộng đồng người Việt Nam rất là kỳ thị người da đen. Trong chuyện 1-2 năm qua đó, cho chúng ta thấy rằng cái mức độ kỳ thị của người Việt Nam mình có hai bệnh là hay nghe cái tin đồn gọi là fake news, và hay có xu hướng như vậy. Và thứ hai là cái bản chất của người mình tương đối kỳ thị đó, kỳ thị nặng, nhất là ghét người da đen. Họ ghét người da đen, ví dụ họ nói người da đen cấp vặt, người da đen thế này thế kia đủ thứ chuyện hết. Chúng ta hiểu hoàn toàn tại sao. Nhưng mà như vậy là cái vấn đề là tại vì chúng ta vào trong khu của người da đen, chúng ta kiếm tiền từ đó, thành ra chúng ta bị những phiền phức, thậm chí có nhiều khi họ còn góp họ giết mình nữa. Thì quý vị thấy không, cái chuyện này nó là một cái điều mà chúng ta gọi là cái nghiệp dĩ, hay là một điều vốn dĩ tự nhiên, đó là như vậy đó. À, cái chỉ dĩ rất hay, thưa quý vị, nghiệp dĩ hay là điều vốn dĩ như vậy đó, đó là như vậy đó. Thì tại vì chúng ta nhào vào trong đó, chúng ta vào trong đó, chúng ta kiếm tiền, thì chúng ta phải chấp nhận những hệ lụy của nó.
ở trong cuộc trầm luân này đó, thì nó cũng tương tự như vậy. Hễ mình muốn có vợ, muốn có chồng, chỉ vui lúc nào cũng vui và hạnh phúc với vợ, với chồng, với con hoài, thì thật ra nó phải về đâu. Quý vị sống ngoài đời, quý vị có gia đình, quý vị hiểu rằng thì nó mặn nồng, nó vui thì thời gian đầu thôi, 5-3 năm độ, rồi dần già, rồi những cái trách nhiệm, rồi những cái thực tế của đời sống, hay là sống lâu chán quá thì nó cũng sanh ra những cái chuyện phiền hà, chứ không phải hạnh phúc mãi mãi. Chúng ta thì muốn hạnh phúc mãi mãi, thì cái cuộc sống này Đức Phật ngài dạy là cái sầu bi khổ ưu não đó, nó muốn gì, đó là một cái thực tại, và thực tại của cuộc sống chúng ta, ngay cả một việc rất đơn giản là chúng ta sống trong đời sống hàng ngày, từ cái hoa mà chúng ta trang trí, chiếc xe mà chúng ta chạy, cái nhà chúng ta ở, những đồ xài chúng ta, có cái gì làm cho chúng ta mãn nguyện hoàn toàn không? Không có. Nếu chúng ta đã mãn nguyện hoàn toàn rồi đó, thì chúng ta đã không tiếp tục chật vật, tiếp tục đi tìm, tiếp tục truy cầu nữa. Thì cái tâm của chúng ta đã có vấn đề rồi, thì chúng ta khoan nói đến cuộc sống này hoàn hảo hay không hoàn hảo. Có những thứ trong đời nó đẹp lắm, có những thứ trong đời rất là thù thắng, rất là vi diệu, nhưng mà rồi cũng không có giải quyết được, cũng không có làm được. Tại vì sao? Tại vì cảnh nó là một yếu tố, tâm nó là một yếu tố nữa. Thì khi mà chúng ta nói đến sầu bi khổ ưu ai đó, nó lại là có nhiều cái từng mức khác nhau của cái sầu bi khổ ưu ai. Nhưng mà chúng ta nói chung đó là một cái thái độ phản ứng của tâm lý, phải cho tâm lý đối với những cái bất toàn của cuộc sống. Và theo giáo lý Dương Khởi đó, thật ra thưa quý vị, ở đây thì chúng ta nên nói một điều như vậy là giáo lý Dương Khởi thật ra chỉ có 12 mắt xích thôi. Dạ, vô minh chuyên cho hành, hành duyên cho thức, thức chuyên danh sắc duyên lục nhập, lục duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hưởng, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Thứ ai đó, thật ra đó, nó là một cái biến hóa, nó là một cái thể hiện của vô minh. Dạ, nếu quý vị nhìn thấy trong các cái bản vẽ đó, thì vô minh là cái nhân giữa, nhưng mà sầu bi khổ ai chung quanh, thì tất cả những phản ứng tâm lý sầu bi khổ não của chúng ta nó đến từ cái vô minh hết. Như bây giờ chúng tôi nói quý vị nghe là chúng tôi làm trụ trì, mà chúng tôi thấy người ta bỏ quăng tàn hút ngoài sân, hay là để cái ghế ở chỗ không đúng chỗ, chúng tôi bực bội, thì cái bực bội đó, nếu nó bình thường trong tình thức, nó không có gì sai vì bực bội hết á. Cái ghế để không đúng chỗ mà, cái tàn thuốc quăng dơ quá mà, bực bội có gì sai. Nhưng mà cái sai ở đây đó là chúng tôi không có thấy được cái chỗ của quần chúng nó là như vậy đó, cái chỗ công chúng là như vậy, tự nó phải như vậy đó. Mà nếu nó ở như vậy thì mình phản ứng bực bội khó chịu là tự mình chuốc lấy khổ trên mình. Thành ra có một lúc nào đó khi chúng ta học Phật pháp rồi, thì chúng ta hiểu rằng những cái thái độ phản ứng của chúng ta, nào là bực bội, khó chịu, sầu, bi, khổ, ưu ai, nó đều là một sự thể hiện của cái gì? Cái chúng ta gọi là vô minh. Cái chúng ta gọi mình, chúng ta không thấy được chuyện đó. Không thấy chuyện đó. Bây giờ nói một cách khác đó là những người nào hay than phiền, những người này hay cào nhào, những người này hay bất mãn, bất mãn, chuyện này bất mãn chuyện kia, thì mình nói với người đó nghe bên lòng, tất cả thái độ tâm lý đó là thái độ vô minh hết. Tại vì ở trên đời thiếu chuyện đi để làm, tại sao không làm mà ngồi đó bực bội, thiếu chuyện để hoan hỷ mà không hoan hỷ, mà tại sao buồn phiền, có những chuyện đáng làm tại sao không làm mà ngồi đi nói xấu người này nói xấu người kia, nó là do vô minh mà ra, nói vô minh ra. Bây giờ chúng ta ngồi chúng ta suy nghĩ kỹ trong giáo lý Duyên Khởi, chúng ta sẽ thấy, nếu chúng ta tỉnh táo một chút, chúng ta hiểu biết hơn một chút, thì thưa quý vị, ở đâu cũng có nhìn đạt, ở đâu nó có dấu hiệu tích cực hết, và cũng ở đâu nó cũng có cái này cái khác, không nhất thiết chúng ta phải phiền não. Nhưng một khi mà chúng ta phiền não thì cái phiền não vốn nghĩ là gì, là vì chúng ta đòi hỏi nó khác đi, nó thay đổi mà chúng ta đòi nó đừng thay đổi, nó bất toàn mà chúng ta đòi hỏi nó phải hoàn hảo, nó phải của mình mà đòi hỏi nó là của mình, thì chắc chắn là sầu bi khổ ưu ai. Chuyện đó không có tránh khỏi, không bao giờ tránh khỏi 100%.
1000% về chánh rồi. Dĩ nhiên là trong đời sống hàng ngày thì như chúng tôi trụ trì trong chùa, Phật tử thăng phiền viện này bị gì chúng tôi cố gắng giải quyết đó. Nhưng mà thường là chúng tôi cố gắng làm cho nó nhẹ đi, và đôi khi chúng tôi phải dắt mọi người thấy rằng nó vốn chỉ là như vậy, đó chứ vốn chỉ là. Bây giờ quý Phật tử sinh ra đời thì thường ở ngoài đời phải có chồng có vợ, có chồng có vợ phải có con, mà có chồng có con có vợ con mà bảo rằng không có phiền hà không có đâu. Quý vị là người Phật tử nghĩ là có gia đình đã có bao giờ nghĩ rằng làm sao mình có con mà không có phiền hà, nhất là con ở tuổi teenager bắt đầu nó lớn lên nó gây đủ chuyện phiền hết. Thì chúng ta hiểu đạo, chúng ta hiểu Phật pháp, và chú học giáo lý Duyên Khởi, chúng ta phải hiểu rằng nó là như vậy đó, cái cuộc sống đó là như vậy đó. Khi mà mình thích cái gì đó thì mình phải ôm trọn gói, the whole package. Cái package này trọn gói, đây là có vui có buồn, và nếu chúng ta phản ứng, cái phản ứng đó nó là cái phản ứng vô sầu vô khổ ưu ai. Và chỉ có một cách mà chúng ta điều chỉnh việc này, đó là chúng ta sống với chánh niệm. Chánh niệm là cái gì sanh mà biết nó sanh, cái diệt biết nó diệt. Và càng sống với chánh niệm thì chúng ta càng bớt giảm thiểu đi những phản ứng tâm lý. Và chúng ta nhớ một điều, đây là một cái chìa khóa rất là quan trọng, rất quan trọng của giáo lý Duyên Khởi, là đa số những phản ứng tâm lý của chúng ta đều đến từ vô minh hết. Một người sống có tu, người sống có hiểu biết, không có phí thì giờ để đi buồn phiền đắc mốc than vãn, để dẫn người này buồn phiền người kia, tại sao? Tại cuộc sống có nhiều điều tốt hơn nữa, là bắt mới ngồi nó phải than hoài. Mà những người nào mà tối ngày cứ than phiền đắc mốc còn dầu việc này việc kia, đó là người đó không thấy ra cái bản chất cuộc sống là như vậy, nó là như vậy. Và tha phương tăng, và chúng ta nhớ như vậy. Nên mình học Phật pháp đôi khi từ ở trong cái lời dạy của Đức Phật, ở trong cách dùng ngôn ngữ, cách diễn tả Đức Phật, ở đó chúng ta phải ngồi chúng ta suy nghĩ, và từ sự suy nghĩ đó chúng ta phải thấy rằng những lời dạy này thực sự có một cái liên hệ trực tiếp đến đời sống của chúng ta. Và chúng ta nhớ rằng giáo lý Duyên Khởi rất là quan trọng, quan trọng cho Phật học, quan trọng cho Pháp pháp hành và những vị Pháp thành. Và chắc chắn là chúng ta sẽ có dịp đi lại với giáo lý Duyên Khởi trong những bài học tới. Bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt Phật pháp Buddha-rama ở tại đây. Ngày mai đây thì chúng ta sẽ có lớp Phật học cơ bản, và vị giảng sư của chương trình ngày mai là chúng tôi sẽ là người đảm trách. Xin kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Giả. Sa thú lành thay, chúng con thành kính truyền hòa thượng Nhất Lãng. Sa thú lành thay, con Metta Ban Nhã thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, không tu các hành lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức Đà Lạt, kết chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng hiện thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giả. Sukalang kamang kapa pangyayam mamang kina wajam manasadi sukatang.